tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn an vị tại chùa Linh Sơn Trường Thọ trên đỉnh núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, đã được xác lập kỷ lục Việt Nam vào ngày 2 tháng 1 năm 2006 và ngày 2 tháng 3 năm 2013, được tổ chức sách kỷ lục châu Á xác lập kỷ lục tượng Phật dài nhất nằm trên đỉnh núi. Tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn do điêu khắc sư Trương Đình Ý chủ trì thi công từ năm 1963 đến năm 1966 hoàn thành. Bên dưới tượng là những tam cấp được nối kết bằng đá chẻ. Phía sau lưng tượng là vách núi và cây rừng cổ thụ. Pho tượng được tạo tác ở thế nằm nghiêng, lưng tựa vào vách núi, an nhiên gối đầu lên tay, vừa thanh thoát uy nghiêm, vừa gần gũi hiền hòa với không gian núi rừng. Tượng Đức Phật nhập Niết Bàn được làm hoàn toàn bằng công sức lao động của con người, không dùng máy móc hay cần trục. Nguyên liệu để tạo nên pho tượng là bê tông cốt thép phủ vôi trắng. Tất cả vật liệu xây dựng như xi măng, sắt, thép đều được gánh vác từ dưới chân núi lên, không hề có trực thăng vận chuyển. Công trình có tổng thể chu vi 832m, tượng trưng đầy đủ hình tứ thánh lục phàm và thất chúng Phật tử. Đức Phật dài 49m, tượng trưng cho 49 năm từ khi Đức Phật thành đạo đến khi nhập diệt. Ngang nơi bàn chân là 8,8m, cao từ hai bàn chân xếp lên là 4,9m và cao từ vai xuống là 12,2m. Đây là một công trình độc đáo, trở thành biểu tượng văn hóa tâm linh cho vùng đất Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Tượng Phật nằm uy nghiêm, trầm mặc, trở thành một tác phẩm mỹ thuật để đời của nhà điêu khắc Trương Đình Ý và sức mạnh của bản thể tâm linh con người. Cách pho tượng Phật nằm chừng 50m là nhóm tượng Tam Thế Phật, A-di-đà, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí. Cả ba pho tượng có chiều cao khoảng 7m, với nét mặt hiền hòa đang nhìn bao quát thế gian như để sẵn sàng cứu nhân độ thế.